chào quý vị khán giả. Những thông tin quốc tế nổi bật vừa được chúng tôi cập nhật sẽ được gửi tới quý vị khán giả ngay sau đây. Mời quý vị chú ý theo dõi. Lời đề nghị chết người của nghi phạm vụ thảm án ở Thái Lan. 5 người Việt Nam và gốc Việt đã trả phòng vào trưa 15 tháng 7 theo đúng kế hoạch, nhưng nghi phạm Seo Rin Chong đã giữ phòng 502 và mời họ ở lại bàn bạc thêm. Thông tin trên do cảnh sát Thái Lan cung cấp ngày 17 tháng 7 và được báo Bangkok Post đăng tải. Thiếu tướng Norpasim Ponsawat, phó ủy viên cục cảnh sát thủ đô cho biết, nhóm người nói trên đến Bangkok vào những thời điểm khác nhau và ở các phòng khác nhau tại khách sạn 5 sao Grand Hyatt Erawan. Ngoài nghi phạm Chong, 5 người còn lại trả phòng vào trưa 15 tháng 7, nhưng bà Chong vẫn giữ lại phòng 502 và mời họ quay lại để tiếp tục nói chuyện. Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy 5 người đã đến phòng 502 cùng với hành lý của họ. Bà Chong cũng đặt thức ăn và trà cho mọi người. Nhân viên phục vụ phòng đề nghị pha trà cho bà trong phòng, nhưng người phụ nữ này từ chối và nói sẽ tự pha. Kể từ 14 giờ 17 phút ngày 15 tháng 7 giờ địa phương, không người nào rời khỏi phòng. Đến chiều tối 16 tháng 7, một người phục vụ phòng phát hiện thi thể của họ trong phòng, trong đó có bà Chong. Cảnh sát nghi ngờ người phụ nữ gốc Việt 56 tuổi này đã dùng hợp chất cyanua pha vào trà để đầu độc 5 người cùng đi. Cảnh sát đang truy dấu nguồn gốc chất độc. Trưởng cơ quan khoa học pháp y, cảnh sát Chairong Phiophan cho biết có cả cyanua trong các túi trà trong phòng. Tướng Nopasip nói, nghi phạm đã mời 5 người trên đầu tư vào các dự án xây dựng. Cặp vợ chồng trong nhóm được cho là đã đầu tư tương đương 10 triệu bạt vào một dự án bệnh viện ở Nhật Bản. Khi thấy dự án đình trệ, họ đã nhờ pháp luật can thiệp. Lẽ ra, 6 người này có lịch gặp nhau ở tòa trong 2 tuần nữa. Bà trong 15 người gặp ngoài tòa để thương lượng. Ban đầu, họ định đến Nhật nhưng do visa trục trặc nên không thành. Cuối cùng, họ chọn Bangkok. Các nạn nhân thiệt mạng ngoài bà Chong là ông Đặng Hùng Văn, 55 tuổi, Trần Đình Phú, 37 tuổi, Nguyễn Thị Phượng, 46 tuổi, Nguyễn Thị Phương Lan, 47 tuổi và Phạm Hồng Thanh, 49 tuổi. Liên quan đến vụ thảm án 6 người Việt và gốc Việt tử vong tại Thái Lan, đến thời điểm hiện tại, cảnh sát Thái Lan đã xác định được nghi phạm của vụ án đầu độc này. Đáng chú ý, chỉ chưa đầy 24 tiếng từ khi vụ án được phát hiện, cảnh sát nước này đã tìm ra nghi phạm và khoanh vùng được nguyên nhân, động cơ gây án. Về vấn đề vì sao cảnh sát Thái Lan phải điều tra thần tốc vụ đầu độc, thông cáo của chính phủ Thái Lan nêu rõ, Thủ tướng đã chỉ đạo các cơ quan liên quan nhanh chóng hành động để tránh tác động tiêu cực đến ngành du lịch. Du lịch đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế Thái Lan, chiếm khoảng 20% tổng số việc làm và đóng góp khoảng 12% vào nền kinh tế trị giá 500 tỷ USD của quốc gia này. Năm ngoái, Thái Lan đón hơn 28 triệu lượt khách nước ngoài, chi tiêu hơn 33 tỷ USD tại đây. Chính phủ Thái Lan đặt mục tiêu thu hút khoảng 35 triệu lượt khách nước ngoài trong năm 2024 nhờ một số chính sách nới lỏng thị thực. Đến năm 2027, chính quyền Thủ tướng Srettha đặt mục tiêu thu hút 80 triệu khách du lịch. Trong khi đó, trong cuộc họp báo thường kỳ chiều 18 tháng 7, trả lời câu hỏi của phóng viên về vụ việc 4 du khách người Việt Nam tử vong ở Bangkok, Thái Lan, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết, Bộ đã cung cấp thông tin cho Bộ Công an để triển khai những biện pháp nghiệp vụ theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Trước đó, công điện số 69 do Thủ tướng Phạm Minh Chính ký ngày 17 tháng 7 nêu rõ, ngày 16 tháng 7, tại khách sạn Grand Hyatt Erawan, quận Pathumwan, Bangkok, cảnh sát Thái Lan phát hiện 6 người tử vong, trong đó có 4 công dân Việt Nam và 2 người gốc Việt, nghi do bị nhiễm độc. Hiện, các cơ quan chức năng của Thái Lan vẫn tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc. Thủ tướng yêu cầu Bộ Ngoại giao phối hợp chặt chẽ với phía Thái Lan trong tiến trình điều tra, thực hiện các biện pháp bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân Việt Nam, chủ động xử lý, kiến nghị các vấn đề đối ngoại với phía Thái Lan, kịp thời thông tin đầy đủ, khách quan về vụ việc cho báo chí, dư luận. Bộ Công an được yêu cầu phối hợp điều tra theo đề nghị của phía Thái Lan, cung cấp thông tin về nhân thân, các nạn nhân cho Bộ Ngoại giao để thực hiện công tác bảo hộ công dân. Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã và đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại để cập nhật tình hình, hỗ trợ điều tra và đề nghị Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, Bộ Ngoại giao Thái Lan cung cấp thông tin về diễn biến vụ việc cũng như tạo điều kiện để Đại sứ quán triển khai các biện pháp bảo hộ công dân. Việt Nam đề nghị Thái Lan cung cấp thông tin về thảm án 6 người Việt tử vong. Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều ngày 18 tháng 7, phóng viên đề nghị cập nhật thông tin về vụ án 4 người Việt tử vong trong khách sạn tại Thái Lan. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có công điện chỉ đạo Bộ Ngoại giao phối hợp chặt chẽ với phía Thái Lan điều tra làm rõ vụ việc, thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp chính đáng của công dân Việt Nam, yêu cầu Bộ Công an phối hợp chặt chẽ với phía Thái Lan và sớm xác minh nhân thân của các nạn nhân,
đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan theo dõi sát vụ việc, kịp thời báo cáo diễn biến điều tra, triển khai công tác bảo hộ công dân, thăm hỏi, hướng dẫn, hỗ trợ người nhà nạn nhân các thủ tục di quan theo quy định. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Ngoại giao đã cung cấp thông tin về vụ việc cho các cơ quan chức năng của Bộ Công an để triển khai những biện pháp nghiệp vụ. Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã và đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Thái Lan để cập nhật tình hình, hỗ trợ công tác điều tra và đề nghị Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, Bộ Ngoại giao Thái Lan cung cấp thông tin về diễn biến vụ việc và tạo điều kiện để Đại sứ quán triển khai các biện pháp bảo hộ công dân. Người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết, trước đó, ngày 16 tháng 7 năm 2024, tại khách sạn Grand Hyatt Erawan tại quận Phathunwan, Bangkok, Cảnh sát Thái Lan phát hiện 6 người tử vong, trong đó có 4 công dân Việt Nam và 2 người gốc Việt, nghi do bị đầu độc. Nghi phạm là một phụ nữ tên Seri Chong, 56 tuổi, người Mỹ gốc Việt, bị cho là đã đầu độc 5 người còn lại và tự tử bằng cyanua. Ngoài nghi phạm, công dân Mỹ còn lại là Hùng Đặng Văn, 55 tuổi, 4 người Việt Nam được Cảnh sát Thái Lan công bố dưới tên Thị Nguyễn Phương Lan, 47 tuổi, Hồng Phạm Thanh, 49 tuổi, Đinh Trần Phú, 37 tuổi và Thị Nguyễn Phương, 46 tuổi. Nghi phạm đã mời 5 người trên đầu tư vào các dự án xây dựng. Cặp vợ chồng trong nhóm được cho là đã đầu tư tương đương 10 triệu bạt vào một dự án bệnh viện ở Nhật Bản. Khi thấy dự án đình trệ, họ đã nhờ pháp luật can thiệp. Lẽ ra, 6 người này có lịch gặp nhau ở tòa trong 2 tuần nữa. Bà Chong mời 5 người gặp ngoài tòa để thương lượng. Ban đầu, họ định đến Nhật nhưng do visa trục trặc nên không thành. Cuối cùng, họ chọn Bangkok. Vụ 6 người Việt tử vong ở Bangkok, phát hiện điều lạ ở vết máu nạn nhân. Liên quan tới thảm án 6 người Việt và gốc Việt tử vong trong khách sạn ở Thái Lan, Bệnh viện Chulalongkorn Thái Lan cho biết, chất cyanua được tìm thấy trong máu của cả 6 thi thể và kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy không có dấu hiệu chấn thương do lực tác động. Trưởng khoa pháp y Konkiat Vongpaisansin tại Bệnh viện Chulalongkorn cho biết, các nạn nhân chết vì chất độc cyanua và kết quả xét nghiệm cụ thể sẽ được công bố vào ngày 19 tháng 7. Nhóm pháp y cho biết, quy trình khám nghiệm tử thi bao gồm việc thu thập bằng chứng hình ảnh và mẫu vật, gồm máu, nước tiểu. Nhóm này nhận thấy không tìm thấy dấu hiệu thương tích hay bất cứ điều gì bất thường. Cả 6 thi thể đều có dấu hiệu thiếu oxy. Họ đã lấy máu để xét nghiệm sàng lọc cyanua trong phòng thí nghiệm và kết quả ban đầu là cả 6 trường hợp đều dương tính với cyanua. Trưởng khoa Konkiat Vongpaisansin cho biết, khám nghiệm tử thi 6 nạn nhân có dấu hiệu thiếu không khí, môi tím sẫm, sắc mặt đặc biệt, móng tay tím sậm, máu có màu đỏ tươi. Tại lớp sàng lọc phát hiện cyanua. Tuy nhiên, vẫn cần phải đợi kết quả xét nghiệm máu để xác nhận nồng độ hoặc lượng cyanua cũng như phát hiện các chất độc khác. Đại diện Bệnh viện Chulalongkorn cho biết nhiều xét nghiệm khác đang được tiến hành. Theo Reuters, nhà chức trách Thái Lan hôm 17 tháng 7 cũng cho rằng 6 nạn nhân đã thiệt mạng do ngộ độc cyanua. Ông Chirong Phipan, lãnh đạo phòng chứng cứ cảnh sát Thái Lan cho hay, sau khi nhân viên mang các tách trà, 2 bình nước nóng, sữa và bình trà, một trong 6 nạn nhân đã cho cyanua vào. Theo cảnh sát và bệnh viện, dấu vết của loại hóa chất chết người có tác dụng nhanh này đã được tìm thấy trong quá trình khám nghiệm tử thi, trên ly uống nước và ấm trà trong phòng, tại khách sạn Grand Hyatt Erawan. Qua các cuộc thẩm vấn người thân của 3 người phụ nữ và 3 người đàn ông thiệt mạng, cảnh sát cho biết nhóm này có tranh chấp về khoản nợ liên quan đến một khoản đầu tư và đang điều tra cách cyanua được cất giấu. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình cập nhật thông tin quốc tế của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị và các bạn đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi ở các khung giờ để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình tiếp theo.